Vâng, vừa mai chị Chè Bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em vừa về được một cái lô, đó chính là dạo Thủ Đức và Cúc Tân Châu 24-36 cánh nha cả nhà. Thì cái loại này là em ghép gốc nhớt, hàng gốc nhớt và đã liền cốt 100%. Những cái cây này thì có những cái bộ đế tương đối đẹp nha, và cành nhánh của nó thì cũng rất là xum xuê rồi. Cái loại này về chúng ta lấy bo nè, sau đó để chơi Tết thì rất là ok nha cả nhà. Và giá thì cũng rất là hữu nghị nha. Giá thì bên vườn mai nhà em bán cũng rất là hữu nghị, chỉ có 150 một cây thôi. Cây nó tầm như thế này nè cả nhà. Em đo cái chiều cao nó thì khoảng gần 2 gang tay của em rồi. Cành nhánh nè cả nhà nhìn thấy ha. Giờ chúng ta lấy bo được liền luôn. Cái thân nó thì đã liền 100% rồi cả nhà. Đó, cái này là cái gốc nha. Cái này chắc chắn sau này nó sẽ lên thú nè. Đó, ôi trời chân lửa. Rồi đó, chính là cái hàng dạo Thủ Đức nha cả nhà. Dạo Thủ Đức nha. Đó, cây thì nó như thế này đây. Nó có cành nhánh hết rồi. Bởi vì hàng này tụi em đã đôn hết rồi mấy mùa rồi cả nhà. Nó cái rễ xử lý nè. Cả nhà nhìn thấy cái mắt ghép của nó nè. Ôi da. Đó, đã liền cốt 100% nha. Không có còn nhìn thấy luôn, y nhục cây zin ha. Loại này thì thích hợp cho chúng ta trồng đất nè, trồng chậu nè, chơi Tết nè. Và có thể là kinh doanh theo cái hướng mà đắp mô trồng chậu á cả nhà. Đắp mô trồng chậu á. Đắp mô trồng mà trồng ở trên cái mô á cả nhà. Cái đó là cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Những cái đế này là rất là đẹp nha. Đó, đắp mô cũng được mà trồng chậu cũng được nha. Đó, loại này thì cây cao tầm khoảng 2 tấc mấy, 3 tấc có cây hơn luôn. Đó, cái củ như thế này nha. Liền cốt 100% nha cả nhà. Đây. Cái này đa số bộ rễ rễ đẹp không à, rễ giống hình thú không à. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Đó, đây, cành nhánh thì xum xuê hết rồi nha. Đó, có những cái củ như thế này là ra hình thú chắc luôn á. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Đó, cây cao tầm khoảng 2 gang tay của em nha. Đó, đây rồi nó. Đây chính là về lô dạo Thủ Đức nha. Dạo Thủ Đức 150 cây, 3 cây thì em bao xíu cho quý cô chú anh chị. Còn nếu như mà ai lấy từ 10 cây trở lên á thì giá là còn 140 nha cả nhà. 10 cây trở lên thì giá là còn 140. Và đặc biệt là 3 cây thì sẽ bao phí vận chuyển luôn, còn 2 cây thì bên khách chịu phụ em 30.000 tiền ship nha. Nói thật ra thì cái lô này em đã nuôi hết mấy mùa rồi cả nhà. Đó, rồi đó chính là giống dạo Thủ Đức. Và bên đây thì em cũng có một số cây, đó là Cúc Tân Châu cả nhà. Đây Cúc Tân Châu ha. Cúc Tân Châu này là Cúc Tân Châu 24-36 cánh nè. Cành nhánh nó xum xuê hết rồi, đang chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa cả nhà. Rễ thì cũng xử lý hết nha. Lô này rễ đẹp. Rồi ghép thì đã liền cốt 100% rồi ha. Cây cao cũng khoảng 2 gang tay của em hơn. Thì cái loại này em bán với giá là 175.000 cây, 3 cây thì em cũng sẽ bao ship luôn nha. Loại này là Cúc Tân Châu 24-36 cánh nha cả nhà. Đây. Đó. Cúc Tân Châu nha. Rồi. Rễ nó cũng rất là đẹp. Đó. Rễ xử lý hết rồi nha. Rồi. Và bên đây chính là cái giống hiện tại hổm rài vườn em bán rất là chạy. Đó chính là cái cúc hoa hồng Thanh Tú cả nhà. Nó cả nhà nhìn thấy khi non thì cái đọt của nó màu đỏ rất là đẹp nha. Cả nhà nhìn thấy rất là đẹp. Còn cái gốc thì xử lý hết rồi, tương đối đẹp luôn ha. Nó cả nhà nhìn thấy nha, cây rất là khỏe, khoảng 1 gang tay của em. Giá là 350.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó. Đây, quá đẹp cả nhà, vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Và đặc biệt hoa của nó rất là sắc nha, rất là đẹp luôn chứ không phải là xấu đâu. Hoa của nó em thấy rất là đẹp luôn. Rồi và tiếp tục bên đây chính là lô cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương lô này thì tương đối gốc đẹp nha. Cành nhánh thì nó cũng có nhưng mà chưa có nhiều lắm. Nhưng mà cây rất là khỏe, rễ thì tương đối đẹp đây. Thì cái lô này em bán giá là 100.000 một cây. Cái này là dạng bonsai nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cái rễ đẹp không à. Đó, 100.000 một cây nha. 3 cây thì em cũng sẽ bao xíu cho chúng ta. Cây nó khoảng tấc mấy, 2 tấc thôi cả nhà. Nhưng mà cái lô này rễ tương đối đẹp. Rễ đẹp không à. Đây cả nhà nhìn thấy nè. Rễ tương đối đẹp nha. Đây là lô cúc Thọ Hương ha. Nhìn cành nhánh rất là xum xuê nha cả nhà. Đó. Rồi cái loại này thì giá là 100.000 một cây. 3 cây là em bao ship nha. Rồi và bên đây, và bên đây chính là cái giống cúc hẳn dài thì khách hỏi em cũng nhiều nè. Nó chính là cúc 150 cả nhà. Cúc 150 cây cao khoảng gang tay nha. Khoảng gang tay em thôi thì giá là 80.000 một cây ha.
này về thì cũng lấy được ít bo nha. Đó, đây. Rồi, đây là 80.000 một cây, 3 cây thì em cũng sẽ bao xíu cho chúng ta luôn nha. Rồi, một cái giống mai nữa rất là hot luôn, đó chính là giống của Quý Phi nha. Quý Phi của Quang Tống cả nhà. Đó, rễ rất là đẹp luôn nha. Lô này cây khoảnh khỏe vô cùng, về lấy bo được liền luôn. Này về lấy bo ghép được liền luôn nha cả nhà. Có những cái bộ rễ lò xo cũng rất là đẹp nè. Rồi, cái này về lấy bo được liền luôn nè. Đó, cây rất là tốt nha. Cây bên em rất là xanh tốt, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp nha. Rồi, bên đây là chính là giống Quảng Hương Mộc Mai. Đây cả nhà, Quảng Hương Mộc Mai đó là cái giống, là cái tên nó cũng rất là đặc sắc đúng không? Loại này thì hoa của nó rất là thơm và năm cánh thôi nha. Nhưng mà năm cánh tròn, hoa thơm rất là lạ nha cả nhà. Đó, loại này thì em bán 150 một cây nha, hai cây thì bao xếp luôn. Rồi, bên này chính là giống cúc cam. Rồi, nếu mà ai muốn sưu tầm bên vườn mình một cái loại giống cúc màu cam cà rốt thì xin hãy liên hệ bên em nha. Cây này hơn một gang tay rồi, giá 100.000 một cây. Đó là chính là cúc cam cà rốt nha cả nhà, tầm khoảng hai mấy đến ba mấy cánh. Rồi, và tiếp bên đây, bên đây chính là cúc thọ hương nha. Loại này thì chủ yếu bán là để làm giống thôi, gốc nó cũng tương đối chắc bằng cây bút bi đi lên thôi cả nhà. Giá thì 80.000 một cây ha, thì tiền nào của đó thôi cả nhà ơi. Ví dụ như cái do cây lớn hơn thì giá sẽ lớn hơn, chứ mình đừng có so sánh cây nha. Ví dụ như cái loại gốc nhỏ thì ta bán khoảng 80.000, còn cái loại lớn hơn thì tầm khoảng trăm mấy, nói chung là tùy gốc thôi à. Rồi, bên đây là hàng giả siêu nụ nha. Ủa, có cái bông bự quá. Đây, giả siêu, ủa sao, giả siêu nụ nha cả nhà. Hoa rất là thơm nè, đặc biệt là cái sinh trưởng của nó rất là khỏe và hoa của nó cũng rất là đẹp nha. Cái màu vàng rất là tươi luôn. Thì loại này em bán với giá là 125.000 cây nha, 3 cây em cũng sẽ bao ship. Cái lô này cực kỳ khỏe mạnh, cái này về trồng là không sợ gì luôn nha cả nhà. Nói chung là cây nó rất là khỏe rồi. Nó giá 125.000 một cây, 3 cây thì em cũng sẽ bao phí ship cho chúng ta luôn. Bứng nha, tương đối to cả nhà, bằng 7-8 hoành, 9 hoành, 10 hoành luôn ha. Loại này thì em bán tội chuẩn bị ra thêm một cây đọt nữa nè cả nhà, nhìn nó xum xuê luôn á. Thì loại này em bán với giá là 250 một cây nha. Thì nếu ai lấy một cặp thì em sẽ bao xíu cho chúng ta nha. Đó, tương đối gốc, tương đối to nha cả nhà. Đó. Rồi, cành nhánh thì nói chung giờ đang chuẩn bị ra thêm một cây đọt nữa nè. Rồi, 500.000 một cặp bao ship nha cả nhà. Rồi, và bên đây cũng là hàng đại lộc nè. Đại lộc này nha, hàng đôn nha. Hàng đôn cây cành nhánh nó xum xuê lắm luôn nè. Giá thì có 120 cây thôi, 3 cây là 350 em bao ship nha. Rễ thì cũng xử lý hết rồi cả nhà. Đó, cái này là hàng đôn, nó cũng gần liền cốp hết rồi. Đây chuẩn bị ra cơi đọt nữa nè. Đó, giá 120 cây nha, 350 3 cây, bao ship luôn. Rồi, và bên đây nha cả nhà, bên đây chính là giống cúc 4 lông. Cúc 4 lông thì như mọi người đã biết, hoa rất là đẹp nha, hoa rất là đẹp. Rồi, cúc 4 lông, cái loại này về chúng ta lấy bao được liền nha. Đó, cây cao khoảng hơn gang tay em, cành nhánh có rồi nè. Thì giá là 125.000 cây nha, 2 cây thì em sẽ bao xíu cho chúng ta luôn ha. Đó, đây là chính là giống cúc tư lông nha cả nhà. Đó. Rồi, và tiếp tục bên đây. Bên này chính là một cái giống mai của hoa của nó cũng rất là to, đó chính là giảo đa phúc đây. Đó. Giá 80.000 một 90.000 chứ. Đa phúc là 90.000 nha cả nhà. Em nói nhầm. 90.000 là 3 cây là em bao ship luôn nha. Đó, cây này cành nhánh xum xuê hết rồi. Cái này về thích hợp cho chúng ta trồng những cái mô hình kinh tế mà đắp mô trồng hoặc là trồng chậu chơi thì vẫn là ok hết nha. Đó, cây bên vườn mai nhà em thì cả nhà nhìn để ý, cây rất là đẹp, rất là xanh tươi nha cả nhà. Những cái cây nào lớn thì em nó lớn, và có những giống mới thì nó cũng không được lớn thì em cũng có giới thiệu rất là cụ thể ha. Rồi, và bên đây chính là cái giống giảo Tuấn Ngọc. Đó, cây cành nhánh thì rất là ngon lành rồi cả nhà, lá rất là to nè, cây khỏe vô cùng. Giống giảo Tuấn Ngọc thì hoa của nó cũng rất là đẹp, 8-12 cánh. Đó, thì loại này em bán với giá là 150 cây nha, 3 cây thì em cũng sẽ bao ship luôn. Này, rễ đẹp không à. Rồi, đó là giảo Tuấn Ngọc nha. Rồi, và bên đây, bên đây chính là cúc VIP nha cả nhà. Đó,
cây cao khoảng một gang tay, cái này về lấy bo được luôn rồi, giá chỉ có 80.000 một cây thôi nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, rất là đẹp, cây bên vườn mai nhà em rất là xanh tươi nha, rất là đẹp luôn á. Rồi giá chỉ có 80.000 cây thôi. Còn bên đây là giống cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong cả nhà. Đó, đây đó. Rồi thì loại này em bán với giá là 125.000 cây, 250 cặp, em sẽ bao ship nha. Loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo được rồi nè. Nói chung là em để cho nó cao lên vậy nè cả nhà, để về chúng ta để già xíu là lấy bo được ha. Đó, chính là cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Rồi bên đây chính là giống cúc phượng hoàng đây, phượng hoàng ngọt đỏ rất là đẹp luôn. Đây cả nhà nhìn thấy nha. Đó, loại này hiện 125.000 cây nha. Hai cây em bao ship luôn. Rồi và bên đây là có một cái giống nữa, chính là dảo cam cà rốt nha cả nhà. Thì giá chỉ có 80.000 một cây thôi, cây cao thì chắc cũng khoảng khoảng gang tay thôi à. Là giá 80.000 cây nha. Rồi bên đây chính là giống cúc nhị đỏ cả nhà. Rồi cúc nhị đỏ loại này gốc to tương đối đẹp nha. Đó. Thì cả nhà mua thì so sánh cái gốc giùm em, lúc trước em có bán loại 80, loại 100 nữa, nhưng mà cái gốc của nó không có bự như vậy ha. Đó, giá này là 125.000 cây cúc nhị đỏ hay còn gọi là cúc lai vip nha. Thì giá này một cặp em sẽ bao ship luôn. Rồi qua bên đây chính là giống cúc đỏ xanh. Cái bông mà hôm trước em có quay cho cả nhà xem á, hôm nay nó đã 4 ngày rồi mà vẫn còn nè cả nhà. À, cái này là do em để ngoài nắng nè. Đó, cành nhánh thì cũng có rồi nha. Đó, loại này thì bán với giá 100.000 cây nha, cúc đỏ xanh bông chùm nha cả nhà. Ba cây em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Đó, giống này là sinh trưởng rất là khỏe mạnh nha cả nhà. Đó, rồi và tiếp tục em qua bên đây nha. Rồi bên đây là mai tử quấn. Rồi quấn là giá 100.000 một cây nha cả nhà. Đó, cây thì bằng cây bút bi đi lên hết rồi. Cây nói chung là cái quán của nó cũng chưa có dài lắm, tuy nhiên cây rất là khỏe nha. Ở cả nhà nhìn thấy giá 100.000 một cây ha. Rồi bên đây chính là giống cúc hoàng hậu đây, ngoài quý phi thì có hoàng hậu nữa nha cả nhà. Rồi cái này thì giá 125.000 một cây nha, một cặp thì em cũng sẽ bao ship. Cây khoảng một gang tay nhưng mà cành nhánh ngon lắm, gốc bự lắm cả nhà. Đó, rồi 250 một cặp bao ship nha. Rồi và bên đây chính là một cái giống cúc không nhị của Hoàng Quyết Long đây cả nhà. Không nhị Hoàng Quyết Long ha. Đó, em để cái chiều dài như thế này để chúng ta về chúng ta lấy bo nha. Đó là cúc không nhị, cây cao hơn ngang tay của em mà. Rễ thì cũng xử lý hết nha cả nhà. Đó, cây nào cũng xử lý rễ hết. Loại này về chúng ta có thể lấy bo sau đó trồng lại ha. Trồng lại trên chậu hoặc là trên mô thì cũng ok. Giá 125.000 cây nha. Cả nhà nhìn thấy cây bên vườn em rất là tốt đúng không ạ? Rồi và tiếp tục là cái giống vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Đó chính là cúc đọt đỏ. Đó cả nhà, 80.000 một cây thôi. Ba cây thì cũng sẽ bao ship luôn. Và bên đây là chính là giống cúc hai tầng của Quỳnh Gia, Quỳnh Tấn Phát. Cái lô này gốc tương đối lớn nha. Nha cả nhà. Cái loại này em bán giá 150 cây. Gốc của nó là bằng cái ngón tay tỏ đi lên hết rồi. Đó, cành cây thì nè, nó không cao nhưng mà nó có cành nhánh rất là đẹp ha. Giá 150 một cây cúc hai tầng của Quỳnh Tấn Phát nha. Rồi đó chính là các cái loại mai giống bên vườn mai của chú Chè Bông. Nếu ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.